Bài hôm nay thì cô trò nhà mình sẽ cùng nhau ôn tập về hình học. Đầu tiên thì cô sẽ nhắc cho chúng mình tất cả những cái công thức liên quan tới cái phần hình học và công thức tính hình các công thức tính trong hình chữ nhật. Trong hình chữ nhật thì chúng ta thấy rằng có hai cạnh bằng nhau là chiều rộng, hai cạnh còn lại bằng nhau là chiều dài, được chưa ạ? Thì muốn tính chu vi, chúng ta sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân với 2. Hoặc muốn tính diện tích, chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Nhớ rằng khi tính toán như thế này thì chiều dài và chiều rộng ta phải để ở cùng đơn vị đo. Cái thứ hai là hình vuông. Hình vuông thì sẽ có bốn cạnh bằng nhau và đều có độ dài là A. Khi đó chu vi của hình vuông sẽ là lấy A nhân 4 và diện tích của hình vuông là lấy A nhân A. Còn với hình bình hành thì các con lưu ý cho cô rằng trong hình bình hành ý, chúng mình sẽ có chiều cao là H, độ dài đáy là A. Vậy là diện tích của hình bình hành sẽ là H nhân A. Trong hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là N, độ dài đường chéo thứ hai là M. Thì chúng ta sẽ có công thức tính diện tích cho hình thoi sẽ là M nhân N và chia cho 2. Hoặc trong hình thang thì đáy lớn là B, đáy nhỏ là A và chiều cao là H. Chúng mình sẽ có công thức tính diện tích cho hình thang là lấy đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân với chiều cao và chia cho 2. Với hình tam giác thì dễ rồi đúng không ạ? Chúng mình có chiều cao là H và cạnh đáy tương ứng với chiều cao đó là A. Các bạn nhớ rằng là chiều cao sẽ phải có cái cạnh đáy tương ứng, bởi vì trong một tam giác thì sẽ xác định được 3 chiều cao. Khi đó chúng ta sẽ lấy diện tích bằng A nhân H và chia cho 2. Còn chu vi của một tam giác thì sẽ bằng tổng của 3 cạnh. Với hình tròn thì sao ạ? Hình tròn thì sẽ có đường kính là D, tâm O và bán kính R. Khi đó chúng ta sẽ có diện tích thì bằng R nhân 3,14, hoặc chu vi thì sẽ bằng D nhân 3,14 hoặc là bằng R nhân 2 nhân 3,14. Bởi vì sao ạ? D chính là đường kính thì nó sẽ bằng 2 lần bán kính cộng lại. Hay nói cách khác là đường kính sẽ gấp 2 lần bán kính. Các bạn nhớ rằng trong tất cả các cái dạng toán về tính toán hình học thì số đo của các cạnh, độ dài của các cạnh chúng ta sẽ phải đổi về cùng một cái đơn vị đo để thống nhất như vậy nhé. Với hình hộp chữ nhật thì sao? Hình hộp chữ nhật sẽ có ba cái chiều. Đó là chiều dài là A, chiều rộng của cạnh đáy là B, chiều rộng của đáy là B và chiều cao là C. Khi đó thì chúng mình sẽ có diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật. Với diện tích xung quanh thì sẽ là gì ạ? Chu vi đáy nhân với chiều cao, đúng không ạ? Và chu vi đáy thì chính là chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài là A, chiều rộng là B. Khi đó chu vi sẽ là gì? A cộng B và phải nhân với 2. Sau đó ta nhân với chiều cao C nữa là sẽ ra được phần diện tích xung quanh. Còn diện tích toàn phần của nó ấy, sẽ bằng diện tích xung quanh cộng với 2 lần diện tích của hai mặt đáy. Và diện tích của hai mặt đáy chính là A nhân B, các con lưu ý nhé. Và thể tích của một hình hộp chữ nhật sẽ bằng A nhân B nhân C là chiều dài nhân chiều rộng và nhân với chiều cao. Các bạn ghi chép hoặc là cho các cái video của cô ấy dừng lại tại những cái phần mà các con cần tóm gọn lại công thức và ghi chép đầy đủ công thức vào trong vở, được không ạ? Để tiết kiệm thời gian thì cô sẽ dạy hết luôn tất cả các hình. Còn trong việc ghi chép thì các bạn nhớ rằng chúng mình có quyền lợi, đó là sẽ dừng video lại và ghi chép lại các công thức, nhớ chưa? Với hình lập phương thì hình lập phương là một cái hình mà có 6 mặt đều là hình vuông và các hình vuông này có chung độ dài cạnh là A. Khi đó thì cái diện tích xung quanh sẽ là A nhân A và nhân với 4, còn diện tích toàn phần là A nhân A và nhân với 6. Thể tích của nó sẽ là A nhân A nhân A, được không ạ? Bây giờ chúng mình sẽ áp dụng vào đi làm một số cái bài tập minh họa cho cô này. Bài tập số 1. Một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là 120 và chiều rộng thì bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi của vườn, tính diện tích của vườn
với đơn vị đo là mét vuông hoặc là hecta. Hai loại đơn vị chúng ta phải đổi về. Ở đây chúng mình đã có chiều dài là 120 rồi. Chiều rộng thì bằng 2 phần 3 chiều dài. Dẫn kiện này giúp chúng ta tính được số đo của chiều rộng. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ cùng với cô viết lời giải thứ nhất. Đó là gì đây? Chiều rộng của mảnh vườn có độ dài là lấy 120 nhân với 2 phần 3 và bằng 80 mét. Khi đó mà muốn tính chu vi của một cái hình chữ nhật là câu A. Chu vi của mảnh vườn là chu vi là bao nhiêu đấy ạ? Lấy chiều dài cộng với chiều rộng nhân 2. 120 mà cộng với 80 là cô được 200, nhân với 2 là 400. Đơn vị là mét. Câu B, diện tích của khu vườn. Muốn tính diện tích thì mình phải lấy chiều dài là 120 nhân với chiều rộng là 80. 12 nhân 8 là 96 và ta thêm 2 số 0 vào đằng sau. Đơn vị của chúng ta là mét vuông. Và sau đó thì mình đổi đơn vị này về hecta, đúng không? Bài trước thì cô đã hướng dẫn chúng mình là từ mét vuông mà đổi sang đề ca mét vuông là chia 100. Rồi sang hectomet vuông là hecta đấy. Thì chúng ta sẽ chia cho 10.000. Vậy là sẽ được 9.600 mà chia cho 10.000. Ta rút gọn đi. Được 96 phần 100 là 0,96 hecta. Được chưa? 0,96 hecta. Đây chúng mình sẽ đáp số cho cô này. Đáp số câu A. A của chúng mình là 400, chu vi của mảnh vườn, đúng không ạ? Câu B là 9600 là 9.600 mét vuông và 0,96 hecta. Bài số 2, một sân bóng được vẽ trên bản đồ với tỷ lệ là 1 chia cho 1.000. Biết rằng trên bản đồ thì nó có chiều dài là 11 cm và chiều rộng là 9 cm, đúng không ạ? Cứ 1 cm ở trên bản đồ thì sẽ ứng với 1.000 cm ở ngoài thực tế. Như vậy thì cô cần phải tìm cái tỷ lệ, đó là chiều dài thực tế và chiều rộng thực tế, đúng không? Tìm thực tế ra đã. Sau đó thì chúng ta sẽ tính toán các dữ liệu của bài toán. Chiều dài thực tế của sân bóng là 11 nhân với 1.000 thì bằng 11.000 cm. Và 11.000 cm này ta đổi về mét là 110 mét. Được chưa? 110 mét. Tiếp theo chúng ta sẽ tính chiều rộng thực tế. Chiều rộng thực tế
của sân bóng. À, 9 cm chúng ta nhân với 1.000 bằng 9.000 cm và bằng bao nhiêu đấy ạ? 90 đơn vị là mét. Vậy thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi tính chu vi nhá. Chu vi là câu A. Chu vi của sân bóng chúng ta sẽ sử dụng các cái đơn vị đo là mét để tính toán, bởi vì đề bài đã hỏi chúng ta là bao nhiêu mét này, bao nhiêu mét vuông này, đúng chưa? Chu vi thì bằng chiều dài cộng với chiều rộng nhân với 2. 110 mà cộng 90 là 200, nhân với 2 là được 400 cm. À cô xin lỗi, 400 là đơn vị mét rồi. Được chưa ạ? Câu B, diện tích của sân bóng là diện tích của sân bóng ấy thì chúng mình sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng là 110 nhân với 90. Cô sẽ được 9.900 đơn vị là mét vuông. Vậy thì chúng ta sẽ đáp số A là 400 chu vi của nó đấy. Còn B là 9.900 mét vuông. Bài tập số 3, một hình thang có đáy lớn là 12 cm, đáy bé là 8 cm và có diện tích thì bằng diện tích của một hình vuông có cạnh là 10 cm. Chúng ta sẽ đi tính chiều cao của hình thang này. Vậy muốn tìm được chiều cao của hình thang thì chúng ta cần phải biết diện tích của hình thang. Mà theo đề bài ấy thì có một cái dữ kiện liên quan đến diện tích của hình thang, đó là nó sẽ bằng diện tích của một hình vuông có cạnh là 10 cm. Vậy bây giờ các con sẽ tính cho cô cái diện tích của hình thang. Diện tích của hình thang luôn, đúng không ạ? Lấy 10 nhân với 10 thì bằng 100 đơn vị của chúng ta là cm vuông. Mà chúng mình có diện tích của hình thang ấy thì bằng đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân chiều cao chia cho 2. Muốn tìm chiều cao thì chúng ta sẽ phải lấy diện tích nhân với 2 và chia cho tổng độ dài hai đáy. Mình sẽ có luôn lời giải là gì đấy ạ? Chiều cao của hình thang là để tính chiều cao của hình thang thì mình sẽ lấy diện tích của nó nhân với 2 và chia cho tổng độ dài của hai đáy là 12 cộng 8. 100 nhân 2 là được 200. 200 mà cô chia cho 20, đúng không? Thì cô sẽ được 10 đơn vị là cm. Vậy thì đáp số là 10 cm. Bài tập số 4, một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 6 mét, chiều rộng là 4,5 mét và chiều cao là 4 mét. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 bức tường phía trong của phòng học. Biết rằng tổng diện tích của các cửa là 8,5 mét vuông, hãy tính diện tích cần quét vôi. Thì muốn tính diện tích cần quét vôi thì đầu tiên các bạn sẽ tính cho cô diện tích xung quanh
và diện tích trần. Ok, tính hai cái đó riêng biệt ra nhé. Diện tích xung quanh của phòng học là muốn tính diện tích xung quanh của một cái hình hộp chữ nhật ý, là chúng mình sẽ lấy chu vi đáy nhân với chiều cao. Vậy chu vi đáy là phải lấy 6 cộng với 4,5 nhân với 2 và tiếp tục nhân với chiều cao là nhân với 4. 6 cộng 4,5 là cô được 10,5 này. 10,5 mà nhân với 2 là cô được 21 đúng không ạ? 21 mà nhân với 4 là được 84 mét vuông. 84 m². Và bây giờ ta tính diện tích của trần nhà. Diện tích của trần nhà cũng là diện tích của một mặt đáy. Diện tích của một mặt đáy thì ta phải lấy 6 nhân với 4,5 là chiều dài nhân với chiều rộng. Đúng không ạ? Một mặt đáy thôi. 6 mà nhân 5 là 30, viết 0 nhớ 3. 6 nhân 4 là 24, nhớ 3 là 27. 27,0 đơn vị là mét vuông. Muốn quét vôi ấy là bây giờ ta sẽ quét toàn bộ cái diện tích xung quanh và diện tích trần nhà. Nhưng trong cái phần quét vôi này chúng ta sẽ được chừa ra 8,5 mét vuông về diện tích của các cái cửa, cửa ra vào, cửa sổ vân vân đấy. Vậy bây giờ mình sẽ lấy tổng diện tích này, trừ đi 8,5 là sẽ ra được diện tích cần quét vôi, được chưa? Diện tích cần quét vôi là lấy 84 cộng với 27 và trừ đi 8,5 bằng 24 mà cộng với 84 mà cộng với 27. Cô sẽ được 111 trừ đi 8,5 được 5 đúng không ạ? 11 trừ 8 thì trừ 9 đấy. 11 trừ 9 còn 2. Và 1 trừ 1 thì được 0, 1, 102,5, 102,5 đơn vị là mét vuông. Và người ta chỉ hỏi cái diện tích cần quét sơn thôi, nên các con sẽ đáp số giúp cô là 102,5 mét vuông. Với cái bài toán này là bạn nào có cái sức tưởng tượng về hình học hoặc là tưởng tượng về các cái không gian là chúng ta làm. Ok, không cần phải suy nghĩ nhiều đúng không ạ? Còn những bạn khác mà chưa có cái mức tưởng tượng thì các bạn cần phải suy nghĩ xem là cái diện tích quét vôi thì bao gồm những cái phần diện tích nào trong một hình hộp chữ nhật để ta áp dụng công thức tính cho thật chính xác. Bài tập số 5. Bạn An làm một cái hình hộp, cái hộp dạng hình lập phương có bìa cứng cạnh 10 cm. Tính thể tích của cái hộp đó. Và câu B là nếu dán giấy tất cả các mặt ngoài của hộp thì bạn An cần dùng bao nhiêu cm vuông giấy màu? Thì câu A là tính thể tích này, câu B thì không phải là thể tích là bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu giấy màu để dán đâu, mà câu B chính là đi hỏi chúng ta về cái diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy nữa, vì dán toàn bộ cả 6 mặt, vậy nó gọi là diện tích toàn phần đúng không ạ? Câu B chính là đi tính diện tích toàn phần cho cái hình hộp này. Vậy thì chúng ta chỉ cần hai lời giải ngắn gọn cho bài toán này. A, đó là thể tích. Thể tích của chiếc hộp là thể tích là bao nhiêu đấy ạ? 10 nhân 10 nhân 10 bằng bao nhiêu? 1.000. Đúng không? Đơn vị tính của thể tích là cm khối. Rồi. Thế còn câu B,
là dán giấy tất cả các mặt mặt ngoài, thì tức là an cần dùng. Số cm giấy màu, số cm vuông giấy màu là tính diện tích toàn phần của một hình hộp chữ nhật là lấy gì đấy ạ? Cạnh nhân với cạnh là ra diện tích của một mặt. Mà có 6 mặt thì ta nhân với 6, vậy là được 600. 600 cm vuông. Đáp số cho câu A là 1000 cm khối và câu B là 600 cm vuông là cái diện tích giấy màu mà An cần phải dùng để dán tất cả các mặt ngoài. Bài 5 của chúng ta kết thúc, cũng là kết thúc cho cái phần ôn tập về các cái bài toán hình học trong buổi ôn tập ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các con.